Chiều nay 3 tháng 1, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh lại giá bán xăng dầu sau 3 ngày đã điều chỉnh giá mới. Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 3 tháng 1, xăng E5 RON 92 có giá mới là 21.352 đồng một lít, tăng 332 đồng một lít. Xăng RON 95 loại 3 là 22.154 đồng một lít, tăng 347 đồng một lít. Còn dầu diesel giữ nguyên giá 22.151 đồng một lít. Dầu hỏa là 22.767 đồng một lít, tăng 601 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S là 13.740 đồng một ký, tăng 107 đồng một ký. Theo đánh giá của Liên Bộ, lý do kỳ này giá bán lẻ tăng vì giá xăng dầu thế giới trong 10 ngày qua nhìn chung tăng trở lại. Tuy nhiên, mức tăng của giá bán lẻ trong nước chỉ ở mức thấp do kỳ này Liên Bộ không thực hiện trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng và dầu mazut, chỉ thực hiện trích lập quỹ đối với dầu diesel ở mức 605 đồng một lít, kỳ trước là 800 đồng một lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng một lít, kỳ trước là 500 đồng một lít. Đồng thời kỳ này đã xả quỹ đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 350 đồng một lít, xăng RON 95 ở mức 400 đồng một lít, dầu mazut ở mức 100 đồng một ký. Cách đây 3 ngày, vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bộ Công Thương đã điều chỉnh lại giá bán xăng dầu. Mỗi lít xăng tăng hơn 1.000 đồng, thực hiện theo nghị quyết số 30/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Còn kỳ điều chỉnh hôm nay 3 tháng 1 là thực hiện theo nghị định số 95.